Có nhiều trường hợp nồng độ axit uric trong máu vẫn cao mặc dù người bệnh không sử dụng rượu bia, có một số nguyên nhân dẫn đến tăng axit uric như sau. Một chế độ ăn uống giàu purin. Một chế độ ăn uống chứa nhiều thực phẩm giàu purin như thịt đỏ, hải sản, nội tạng động vật, gan, thận cũng có thể dẫn đến mức axit uric cao. Hai yếu tố di truyền. Nếu gia đình có tiền sử mắc bệnh gút hoặc nồng độ axit uric cao, nguy cơ mắc bệnh của bạn cũng sẽ tăng. Cơ thể của những người này có thể sản sinh axit uric nhiều hơn hoặc khó loại bỏ axit uric hơn so với người bình thường. 3. Béo phì và thừa cân. Khi cơ thể có quá nhiều mỡ, khả năng loại bỏ axit uric qua thận bị suy giảm. Mỡ thừa cũng làm tăng sản sinh axit uric, dẫn đến tình trạng tích tụ. 4. Uống ít nước. Khi cơ thể không đủ nước, thận không thể hoạt động hiệu quả để loại bỏ axit uric.